Xin được trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh. Xin thưa quý vị rằng là chúng tôi vẫn luôn luôn chia sẻ với quý vị một cái vấn đề đó là hiện tại thì kênh của chúng ta đang gặp một chút trục trặc với YouTube khi mà họ có vẻ như là đang hạn chế số người tiếp cận với kênh của chúng ta. Và gần đây một số khán giả nhắn đến cho chúng tôi rằng là không biết là thế nào mà YouTube họ lại không có đề xuất của kênh của anh cho chúng tôi và thậm chí là chúng tôi đã bấm subscribe theo dõi rồi, thế nhưng mà cuối cùng thì, thì lại sau đó lại bị hủy theo dõi như nào? Tôi thì cũng không rõ lý do của quý vị vì sao bị thế nhưng mà tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng là YouTube vẫn luôn luôn có những cái sự hạn chế như vậy và bây giờ chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của quý vị những cái like và comment của quý vị nó là chính là liều thuốc quý giá để giúp chúng ta bước qua một giai đoạn khó khăn như thế này. Mong rằng quý vị và các bạn liên tục sát cánh cùng Lê Minh và luận đàm thế sự cũng như góc nhìn Lê Minh để có thể là tiếp tục mà đi trên cái con đường này. Tôi nghĩ rằng cái việc này nó cũng không kéo dài lâu đâu. Một thời gian nữa với những cái sự đóng góp của quý vị, với hàng ngàn comment mà quý vị dành cho chúng tôi trong buổi chương trình. Thì tôi nghĩ rằng là Youtube cũng không thể nào mà cứ hạn chế chúng ta mãi được. Đúng không ạ? Làm gì thì nó cũng phải có lý chứ. Đúng không ạ? Vâng thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục với thông tin trên chiến trường. Lực lượng Ukraine đã báo cáo rằng là họ đã có một số cái con số mà ở trên chiến trường họ tiêu diệt 640 quân Nga, phá hủy 4 xe tăng và 3 máy bay không người lái trong 24 giờ qua. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ trên Facebook cái điều đó. Facebook của Bộ Tổng tham mưu Ukraine thì họ cập nhật con số này hàng ngày. Dường như là họ cập nhật hàng ngày và bây giờ thì con số mà họ chia sẻ đó là um, lính Nga thiệt mạng nó đã lên tới 188.410 lính Nga, 3.692 xe tăng và rất nhiều 7.162 phương tiện bọc thép nữa. Hệ thống pháo binh mà bị tiêu diệt đó là 2.877 vân vân. Đây là những con số mà phía Ukraine họ đưa ra Tất nhiên là đây là cái con số tôi vẫn nhấn mạnh với quý vị nhiều lần rằng nó cần phải kiểm chứng và rằng những con số này nó là đơn phương được đưa ra từ phía Ukraine. Tuy vậy thì chúng ta cũng có thể thấy thiệt hại của đôi bên trong trận chiến này là rất lớn, không chỉ phía nga mà phía Ukraine thiệt hại cũng rất lớn. Nhưng cái những tài liệu mà dò dỉ gần đây của Mỹ ở cái câu chuyện mà cái anh binh nhất Theresa anh ấy làm dò dỉ ở trên một diễn đàn game đấy thì nó cho thấy là binh lính Nga thiệt mạng gấp 3 đến 4 lần so với Ukraine. Và chừng là có khoảng hơn 100.000 thương vong gì đó của Nga. Đó là con số tôi cho rằng có thể là tin được, tin tưởng được, khả tín. Tình báo quốc phòng của Vương quốc Anh mới đây họ cũng báo cáo tình hình tại Bắc Mút. Một cuộc giao tranh cận chiến đang diễn ra tại khu vực lân cận thành phố Bắc Mút ở miền đông Ukraine với các tuyến liên lạc trên bộ của lực lượng Ukraine đang bị gián đoạn do là điều kiện lầy lội thưa quý vị Bắc Mút đang trở thành một trong những cái vùng đất mà thực sự muốn nói với quý vị là cứ ngày hôm nay như thế này thì ngày mai nó lại diễn biến một cách rất là khác nó liên tục có những diễn biến khác những diễn biến mà chúng ta cũng không thể ngờ tới được có lúc thì người ta nói rằng quân Nga đang chiếm ưu thế có lúc thì Ukraine dường như lại đánh bật quân Nga ra khỏi những vị trí mà họ đã chiếm được. Thành ra cái câu chuyện Bắc mút này nó cứ như là câu chuyện lừa vậy, lừa nhau vậy. Đôi bên là đang dường như trong một cái cuộc chiến cả về cuộc chiến thực địa lẫn cuộc chiến về mặt thông tin nữa. Cho nên nhiều lúc tạm không biết đâu một lần. Ngày 26 tháng 4 thì tình báo Vương quốc Anh họ có một cái bản cập nhật. Cái bản cập nhật này thì cũng rất là chi tiết. Và chúng tôi cũng muốn được chia sẻ luôn với quý vị cái bản cập nhật này Bản cập nhật này thì thường nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta theo dõi diễn tiến của chiến trường Ukraine Thì cái câu chuyện cập nhật của tình báo Anh thì nó nói rằng này những cái cuộc giao tranh dữ dội và tầm ngắn cận chiến đang diễn ra ở những quận phía tây của Bắc Mút. Báo cáo cho biết giao tranh ở ngoại ô Bắc Mút đặc biệt là gần một cái ngôi làng tên là Kromove là một trong những cái diễn biến quan trọng của cái tuần trước tại khu vực Bắc Mút này. Quân Ukraine đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát tuyến đường mà tiếp tế chính của mình trong khu vực, đó là đường cao tốc số 0506. Các tuyến liên lạc mặt đất khác có sẵn cho Ukraine có khả năng thì là bị gián đoạn do điều kiện lầy lội trên cái con đường mà rất là khó đi như vậy. Với việc là thành phố Bắc Mút đã bị vây hãm và tấn công trong 11 tháng, hệ thống phòng thủ của Ukraine hiện đã dường như là được tích hợp vào một phần của khu vực dòng phòng thủ rộng và sâu hơn nhiều, bao gồm cả cái thị trấn Chasivya ở phía Tây. Ngày 18 tháng 4, thì Bộ Quốc phòng Anh cũng báo cáo rằng Nga đang chuyển các lực lượng bổ sung từ tiền tuyến đến gần thành phố Bắc Mút này để quyết chiến rồi gần đây cũng có thông tin là Nga họ điều cái pháo nhiệt áp của họ đến để mà quyết phá vỡ các cái bong ke phòng thủ những cái khu vực phòng ngự của quân đội Ukraine tại khu vực Bắc Mút này. Bắc Mút nói chung bây giờ nó đang trở thành một cái chiến tuyến đỏ lửa hàng đầu và rất nhiều những câu chuyện chúng ta có thể thấy rằng ở Bắc Mút nó đều đang được đôi bên là phóng đại theo dệt cũng có mà nói chung là nói chung không có gì mà là khác biệt, không có gì là một cái cái diễn biến khác biệt mà chúng ta nhìn thấy Bắc Mút trong suốt những ngày qua vẫn là như vậy. Giao tranh đẫm máu, vây hãm, pháo đấu súng với nhau, đấu pháo với nhau, giành giật với nhau trên từng con đường, từng cái ngăn căn nhà, từng ngôi nhà. Vì vậy, cho nên mà ta mới nói rằng là câu chuyện ở Bắc Mút này nó đang gây ra rất là nhiều cái sự mơ hồ cho chúng ta. Không rõ là cuộc chiến này ở Bắc Mút cuối cùng thì đôi bên nào sẽ thắng. Quý vị có ý kiến như thế nào không? Tôi thì thấy là rất là mơ hồ. Thực sự mà nói là quá mơ hồ. Mơ hồ lắm luôn đấy. Nhiều lúc những cái bản tin mình đọc không, không, không không rõ rằng là liệu rằng đến ngày mai nó còn đúng hay không. Những cái bản tin mình đưa không biết rằng ngày mai nó còn đúng hay không. Thực sự nhiều lúc tôi như vậy đấy. Thưa quý vị và các bạn, mới đây cũng có một cái thông tin từ phía chiến trường. Đó là một cái tướng lĩnh quân đội Ukraine đã ra tận mặt trận để mà ủy lạo tinh thần binh sĩ. Chuẩn tướng Viktor Khorenko, tư lệnh lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đã đến thăm Bakhmut, điểm nóng nhất của mặt trận và nói chuyện với các binh sĩ cũng như là úy lạo tinh thần của các đơn vị uh, tác chiến đặc biệt đang bảo vệ cái khu này. Có rất nhiều bức ảnh về cái chuyến thăm của ông uh, chuẩn tướng này Thưa quý vị và các bạn Bất chấp ưu thế của lực lượng Nga và các cuộc tấn công có quy mô rất lớn Của Moscow Để mà phá hủy các cái tòa nhà Còn lại ở các quận phía tây thành phố Bắc Mút Thì uh, những người lãnh đạo của lực lượng đặc nhiệm Của Ukraine Đang có vẻ như là đang tấn công những cái quân đội Nga ở các khu vực trọng điểm, tiêu diệt lính Nga và thực hiện những nhiệm vụ khác cản trở bước tiến của Nga và những nỗ lực của Nga để chiếm thành phố này. Ông Korenko nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc của các cái nhóm đặc nhiệm Ukraine này và nói rằng đây là những cái nhóm mà có nội cái, cái cái nhiệm vụ vô cùng là đặc biệt trong quá trình bảo vệ Bắc Mút và cũng ghi nhận tính chuyên nghiệp của các cái binh sĩ của lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine tại đây. Ông Korenko nói này, đúng như vậy, tình hình ở Bắc Mút là rất khó khăn. Nhưng ai nếu không phải các bạn biết phải làm gì và hành động như thế nào trong điều kiện hiện tại? Sẽ là ai nếu không phải các bạn? Công việc của các bạn ở đây một lần nữa chứng minh rằng lực lượng tác chiến đặc biệt chủ yếu có lợi thế về chất lượng hơn là số lượng. Và trong một diễn biến khác ở trên chiến trường thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là rất nhiều những cái diễn biến mới nó đang diễn ra. Mới đây, Anh đã cho biết là họ đã chính thức chuyển hàng nghìn quả đạn tăng Challenger 2 tới Ukraine. Trong đó có những quả đạn xuyên giáp uranium nghèo, động thái mà trước đó Nga đã chỉ trích rất gay gắt. Quốc vụ khanh lực lượng vũ trang Anh James Hippie ngày 25 tháng 4 trả lời chất vấn từ nghị sĩ thì đã xác nhận là đạn uranium nghèo dành cho xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất đã đến Ukraine. Ông Hippie nói rằng là số vũ khí này hiện do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Và theo quan chức này, Bộ Quốc phòng Anh không giám sát các địa điểm quân đội Ukraine khai hỏa đạn mà xuyên giáp chứa uranium nghèo. Nói chung là đây là những câu chuyện mà nó đang ngày càng khiến cho chiến trường căng thẳng hơn. Khi được hỏi là liệu chính phủ có chịu trách nhiệm giúp làm sạch đạn uranium nghèo được dùng tại Ukraine sau cuộc chiến hay không, thì Bộ trưởng của Anh cho biết là không có nghĩa vụ phải làm như vậy, thay vào đó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Ukraine lúc này. Đại sứ quan Nga tại Anh hôm nay cũng ra tuyên bố nói rằng các câu trả lời của ông Hippie là minh chứng nghiệt ngã cho sự tàn nhẫn trong chính sách của phương Tây về leo thang toàn diện cuộc xung đột ủy nhiệm mà chính họ gây ra tại Ukraine. Rõ ràng, phương Tây có ý định biến Ukraine không chỉ trở thành trường mắn chống Nga, mà còn là bãi thải phóng xạ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân địa phương và môi trường trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi giới chức Anh đừng nuôi hy vọng hão huyền rằng sẽ thoát tội khi họ đang cố đẩy mọi trách nhiệm cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngày 25 tháng 4, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho rằng Anh cần phải hiểu rõ trách nhiệm của mình khi mà cung cấp đạn uranium nghèo cho phía Anh. Thưa quý vị, cho phía nga cho phía ukraine xin lỗi uranium nghèo nó là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium như chúng ta đã biết nó có tính phóng xạ thấp nhưng độ đặc cao gần 70% do vị trì cho nên nó dùng làm đầu đạn để mà tăng khả năng xuyên phá chống lại các loại giáp trên xe tăng đây là một câu chuyện mà rất là là căng thưa quý vị câu chuyện mà anh chuyển đạn uranium nghèo cho ukraine nó đang khiến cho tất cả chúng ta phải có nhiều cái suy nghĩ đây thứ nhất suy nghĩ trong tôi đầu tiên đó là cái việc mà chiến trường ukraine nó đang ngày càng khốc liệt hơn những loại đạn những loại vũ khí mà ghê gớm hơn và dường như là khốc liệt hơn nó cũng đang được các bên dùng ở trong cuộc chiến này cả nga lẫn ukraine đều là mang vào cuộc chiến này những cái loại vũ khí mà có thể là tiêu diệt đối phương Thực sự là như vậy Có thể có khả năng tiêu diệt đối phương Một cách ghê gớm nhất Thứ hai Đó là việc là Anh đang trở thành một trong những nước Mà viện trợ những cái vũ khí ghê gớm cho Ukraine Không chỉ chuyển xe tăng Họ còn chuyển cả đạn xuyên giáp nữa Và chúng ta biết là Challenger 2 là cái loại xe tăng mà Có thể là tìm diệt xe tăng đối phương Được thiết kế ra để mà tấn công tiêu diệt xe tăng đối phương Và nếu như Challenger 2 đến chiến trường Trừng độ 24 chiếc gì đó Cùng với các loại đạn xuyên giáp này thì khả năng lớn là lực lượng xe tăng của Nga sẽ gặp vấn đề với những cái loại mà xe tăng và đạn xuyên giáp rất ghê gớm này. Trước đó thì Nga họ cũng đã phải thành lập những cái lực lượng đặc nhiệm mà chuyên xen lùng xe tăng của phương Tây. Họ thành lập ra và họ treo thưởng rất lớn để mà đảm bảo cái việc rằng là xe tăng của họ sẽ an toàn. Và cách đây không lâu thì chúng ta có cái thông tin đó là siêu tăng T-14 Amata của Nga cũng đã được tung vào chiến trận ở Ukraine không rõ rằng là họ tung vào số lượng bao nhiêu hay là cái tính chất mà T-14 Amata có thể là tham gia vào chiến tranh nó có phải là tham gia đi vào tuyến đầu hay không hay là chỉ là ở hậu phương thôi để mang ra để mà phục vụ cái mục đích tuyên truyền quảng cáo thôi thì chúng ta cũng chưa biết nhưng rõ ràng đây là những bước mà nó cho thấy trong 1-2 tháng tới chiến trường Ukraine sẽ còn khốc liệt hơn và lúc đó nhiều người đang trông đợi xem là có một cái cuộc đấu sẽ tăng giữa phương Tây và Nga hay không liệu rằng có cái cuộc chiến dữ dội như vậy không? Đó. Trong một diễn biến liên quan, thì Trùm Wagner, ông Prigozhin mới đưa ra một cái tuyên bố cũng gây rất là nhiều tranh cãi. Gần đây, sau khi mà người ta nhận định rằng Wagner và Bộ Quốc phòng Nga đã phối hợp tốt với nhau hơn tại Bắc Mút và dường như là đó là cái kết quả của cái việc mà đôi bên họ thương nghị với nhau và họ nhường nhịn nhau hơn để mà có thể là phục vụ cái mục tiêu lớn hơn. Đó là chiến thắng tại Bắc Mút, thì gần đây ông Prigozhin lại lên tiếng phủ nhận điều này. Ông Trung Wagner thì um, cho biết là mình không làm thân với Bộ Quốc phòng Nga để đổi lấy đạn cho các tay súng trong tập đoàn của mình. Tôi không trao đổi thứ gì lấy đạn dược cho các nhân viên dưới quyền, trong đó có việc kết thân với những người quyền lực. ISW ngày 22 tháng 4 cho biết quan hệ của ông Prigozhin với Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin đã được cải thiện từ đầu tháng 4 sau khi mà Trump, Wagner nhiều lần công khai chỉ trích lãnh đạo quân đội Nga, cáo buộc là họ không cấp đạn cho các tay súng Wagner. ISW à, nhất định là việc Bộ Quốc phòng Nga đã đề cập tới Wagner trong báo cáo về chiến dịch hàng ngày yểm trợ hỏa lực và cung cấp đạn cho các đơn vị của tập đoàn này là dấu hiệu cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa hai bên. Thế nhưng ông Prusin đã phủ nhận điều này và nói rằng đây là tin giả. Cũng không nêu lý do là quan hệ giữa ông ấy và Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa được cải thiện là vì sao nhưng chúng ta thấy rằng là đôi bên họ vẫn đang rất căng với nhau vì rằng đôi bên họ có một cái xung đột với nhau đó là việc mà ông Prusin cũng đang muốn trở thành một nhân vật quan trọng hơn bên cạnh ông putin tranh sủng với lại là bộ quốc phòng tranh sủng với gerasimov hay sergei shoigu là những quan chức mà lâu nay là được ông putin tin dùng và tạo ra rất là nhiều điều kiện cho nên quý vị thấy dù là chiến dịch của nga đang gặp bế tắc tại ukraine nhưng ông putin vẫn đang rất tin dùng ông Sergei Shoigu cũng như là ông Gerasimov Via Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng của đội Nga và bây giờ cũng đang là chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ông đang dành dành cho những người này một cái sự sủng ái nhất định và điều đó khiến ông Prigozhin không hài lòng. Ông Prigozhin thì đã ý lý luận rằng là quân của mình đang hy sinh xương máu ở ngoài mặt trận như vậy trong khi những người bộ quốc phòng Nga thì họ nấp ở nhà và vẫn tranh giành công sức, công trạng đó là cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc là đôi bên họ xung đột với nhau Và nó thể hiện rõ ra với ngoại giới bên ngoài Đôi bên họ xung đột với nhau và họ thể hiện rõ thái độ của nhau luôn Rõ thái hộ với nhau luôn Đó là một câu chuyện quan trọng thưa quý vị à, Thưa quý vị và các bạn cũng có một cái thông tin khác là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây cũng đã có một cái cuộc điện đàm rất quan trọng Đối với ông Zelensky, Tổng thống của Ukraine, Chủ tịch Trung Quốc người mà lâu nay vẫn được coi là một cái nhân vật thân cận với là ông Putin là một cái nhân vật mà bạn bè rất thân cận với ông Putin thì bây giờ đang cố gắng thể hiện cái vai trò là sứ giả hòa bình của mình. Ông Tập đã điện đàm với ông Zelensky sau khi Kyiv nhiều lần bày tỏ mong muốn có cuộc thảo luận thượng đỉnh về chiến sự. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV Trung Quốc sẽ cử đại diện đặc biệt tới Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán với tất cả các bên về giải quyết khủng hoảng ở đây. Chủ tịch Trung Quốc cho biết nước này sẽ nỗ lực hướng tới việc ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhấn mạnh đàm phán là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột. Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và duy trì lập trường cốt lõi là thúc đẩy các cuộc đàm phán. Bắc Kinh sẽ không đứng ngoài nhìn đám cháy, cũng không đổ thêm dầu vào lửa, không lợi dụng khủng hoảng để trục lợi. Ông Tập nhấn mạnh, về vấn đề hạt nhân, tất cả các bên liên quan cần giữ bình tĩnh và kiềm chế, Tổng thống Zelensky cùng ngày cũng đăng trên Twitter cho biết ông đã có cuộc điện đàm dài và ý nghĩa với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát ngôn viên của ông Zelensky, Sergei Nikiforov, cho biết là hai nhà lãnh đạo đã thảo luận trong gần một giờ. Rõ ràng cái thời gian thảo luận của hai ông ấy là rất ít nếu như so với cái việc mà ông Tập Cận Bình sang tận Nga để mà thăm và thảo luận rất nhiều tiếng với lại ông Putin. Rõ ràng là cái điều này đang khiến cho ngoại giới họ cũng không tin tưởng lắm vào một cái thỏa thuận hòa bình mà do Trung Quốc làm trung gian. Tôi thì vẫn không tin tưởng. Tôi thì nghĩ rằng là Trung Quốc không đủ sức và cũng không đủ tâm để mà làm trung gian trong cái thỏa thuận hòa bình này. Mối quan hệ của họ với Nga vẫn quá lớn và dường như cái động thái mà họ đứng ra làm trung lập trung gian đấy thì nó chỉ để là chiều lòng dư luận quốc tế mà thôi. Để mà thể hiện rằng là mình cũng là một cái nước lớn có trách nhiệm đứng ra làm hòa giải chứ còn thực ra họ và nga đang ngày càng liên kết với nhau chặt chẽ hơn trước cái sự ảnh hưởng của phương tây trước cái sức ép của phương tây và mỹ trung quốc thì cần nga trong cuộc chiến chống lại mỹ còn nga thì cần trung quốc trong cuộc chiến chống lại eu phương tây đó là họ xuất phát từ những lợi ích riêng mình để mà tiến tới mối quan hệ đó cho nên tôi nghĩ rằng là ông tập cận bình ông cũng sẽ không đánh đổi quan hệ với nga để mà theo ý phương tây để mà có thể là gây sức ép cho nga phải giúp quân khỏi Ukraine và tôi vẫn nghĩ rằng đây là một câu chuyện rất khó, rất khó, rất khó để đứng ra làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến này. Khi mà đôi bên trên chiến trường họ vẫn đang còn có rất nhiều sức, rất nhiều quân để đổ vào để mà đánh và để mà không có nhượng bộ nhau thì trên bàn đàm phán họ cũng như vậy cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ nhau. kể cả cái người đứng trung gian có là ai đi nữa. quý vị nghĩ như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay? À, quý vị hãy bình luận, hãy cho chúng tôi những comment tích cực để tiếp tục lan tỏa. Chúng tôi uh, vẫn luôn nói với quý vị rằng là đó là một cái cái sự cầu xin của chúng tôi đối với quý vị khi mà chúng tôi đang gặp khó khăn như vậy, chúng tôi cũng không biết làm cách nào ngoài việc là trông chờ vào sự giúp đỡ của quý vị. Hãy bình luận những cái bình luận thật tích cực của mình, nhận xét về chương trình, à, những bình luận mà quý vị và các bạn vẫn luôn nói với chúng tôi. Quý vị hãy giúp chúng tôi để chúng ta có thể đi qua cái giai đoạn khó khăn này hãy đáng xem chương trình của chúng tôi mỗi ngày còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần tới xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn